ân một đầu, quán một đầu. Trời cao đất rộng biết cầu chi đây? Xin người chớ phụ kiếp này, mặc cho số mệnh ai bài được thua. Người chính là sát thủ giết người từ đằng sau, Yến Thập Tam phải không? Đúng vậy. Chỉ cần người nói ra kẻ nào đã thuê người giết nhị đệ của ta, ta sẽ tạm tha cho người một mạng. Quan quan tư báu khi nào mới dứt? Cao Thông, em trai ngươi vốn là kẻ đáng chết mà. Ngươi không nói thì đêm nay chỉ có con đường chết. Cái mạng của ta đã hết giá trị rồi, tặng ngươi cũng được. Ngoài Tạp Thí Gia ra, không ai có thể xuất kiếm nhanh như vậy. Kiếm pháp của Tạp Thí Gia thật cao siêu. Kiếm pháp thật cao siêu. Kiếm pháp của Tạp Thí Gia thật cao siêu. Kiếm pháp của Tạp Thí Gia quả thực danh bất hư truyền, kiếm pháp thật cao siêu. Nghe thấy chưa? Anh phải mau giết Tạp Thí Gia đi. Như vậy thì tên tuổi của anh mới có thể thực sự vang danh giang hồ được. Còn nữa, lỡ như anh chết dưới kiếm của y, kiếm của anh đoạt mệnh thập tam kiếm này, tôi cũng có thể bán được kha khá tiền. Uống ít thôi. Uống nhiều thì sẽ yếu đi, rồi không giết nổi Tạp Thí Gia đâu. Với thanh băng kiếm, Tam Thiên Gia chính là kiếm thủ đệ nhất. Bộ phim Thần Kiếm. Sao họ lại ở đây thế này? Anh cứ lại đó tìm chết đi. Tôi đi trước đây. Yến đại hiệp, tiểu thư nhà tôi đang đợi ngài. Có mang rượu tới không? Toàn rượu ngon. Trúc Diệp Thanh à? Đúng là tại hạ. Trúc Diệp Thanh có độc. Yến đại hiệp, tôi đã chuẩn bị 10 vạn lượng bạc trắng thuê Cao Thông giết một người cho tôi. Bây giờ hắn chết rồi, ngài xem giờ tôi nên giao số tiền này lại cho ai đây? Ánh mắt của cô tựa như bụi giang nam, thật thê lương. Số mệnh của cô phải chăng cũng thế? Người này là thanh mai trúc mã của tôi, cùng lớn lên bên nhau. Nhưng đến ngày thành hôn, y lại bỏ tôi mà đi. Tôi đã từ chối bao người đến cửa cầu thân, một lòng chờ y. Cuối cùng thực sự quá đau khổ, chỉ cần không phải chờ nữa thì gả cho ai tôi cũng chịu. Đến ngày xuất giá, y lại quay về, y cướp tôi đi, chỉ để bỏ rơi tôi lần nữa. Người này chính là kẻ ở Thần Kiếm Sơn Trang, trước hồ Lục Thủy, dưới núi Thúy Dân, Tam Thiếu Gia nổi danh.
là một người đàn bà, tôi có thể chấp nhận việc bị bỏ rơi. Nhưng là một người con gái, tôi không thể để cho danh dự gia đình bị hủy trong tay tôi được. Người giúp tôi giết y đi. Điểm động lòng nhất ở đàn bà là họ có thể vì người đàn ông họ yêu nhất mà chìm vào oán hận vô biên. Nhưng mà cô thật sự muốn y chết sao? Không từ bất cứ giá nào. Vậy cô chịu đem thân thể mình ra đổi hay sao? Tôi nghĩ có lẽ ngài chưa biết tôi là ai. Một trong bốn đại thế gia võ lâm, thiếu chủ của Thất Tinh Đường Giang Nam. Mọi nhân thù để ta giết y chỉ vì một lý do, vì chính ta. Kiếm pháp của họ Tạ cũng chỉ đến thế thôi. Nếu ngay cả ngài cũng không giết được y thì trên đời này không còn ai giết được nữa. Nè Hiến Thập Tam, tôi không biết bơi cho nên tôi không đi theo anh được. Anh tự chăm sóc bản thân nha. Anh xem kìa, những thứ kia nghe nói là dành cho những kẻ đến khiêu chiến được tĩnh tâm, nhưng mà thực ra là để anh phân tâm đó. Theo tôi thấy anh lên thuyền là một giấc thì hơn. Ta dùng cổ hồn đám nhiều chuyện để mài kiếm đi. Trang chủ, mời. Đỗ Quyên giả kiếp khóc sầu bi, tựa như muốn nói hãy về đi. Thật là tình thâm biết mấy. Cuộc đời rộng lớn, đâu đâu chẳng có những người thương tâm. Người ngoài nhìn vào thì tưởng Tạ gia giành hết uy phong của thiên hạ. Nào có mấy ai biết trang chủ thần kiếm Sơn Trang Tạ Dương Tôn ta suốt đời phải mang nỗi bất hạnh của con cái. Con trai đầu của ta bị bệnh thần kinh mất sớm, con gái đầu gả cho một hiệp khách, trai anh hùng gái thuyền quyên, nhưng mà hai đứa chúng nó quá ngạo mạn để rồi bị người ta ám hại. Con trai thứ hai thì nhu nhược, từ nhỏ thầm thương một tỳ nữ mà trước sau không dám nói ra, cuối cùng uất hận mà chết. Cho đến đứa con trai thứ ba Tạ Hiểu Phong, mình nó gánh hết mọi hy vọng của Tạ gia. Từ lúc tổ tiên đời thứ nhất sáng tạo ra kiếm pháp tung hoành thiên hạ hơn 300 năm, chưa từng có một hậu duệ nào có thể nhấc nổi thanh thần kiếm ấy. Chỉ có nó vừa nhấc kiếm lên, người và kiếm đã hòa làm một. Năm đó nó mới có 7 tuổi. Sao trang chủ lại kể chuyện nhà với tôi? Để cậu biết những chuyện này, mong cậu rộng lượng với nó một chút. Công tử hiện đang ở đâu? Cậu sẽ thấy nó ngay thôi.
Hiếu Phong đã chết 37 ngày rồi. Phá quỷ bà dị tập thi gia khác gì quỷ gọi đi thi thể ngài. Tại gia sao có thể chịu mối nhục này? Mối nhục này chỉ có thể dùng máu rửa thôi. Bài trận. Yến đại hiệp, mất đi địch thủ tốt nhất cũng giống như mất đi tri âm, tiếng đàn sẽ quá cô quạnh. Tâm tình của cậu bây giờ tôi rất hiểu. Tại hạ thất lễ rồi. Bảo trọng. Không ngờ một sát thủ giang hồ lại có nội lực thâm hậu đến thế. Không biết Thiên Tôn còn lôi kéo bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ nữa đây. Không có Tam Thiên Gia, chúng ta không thể tiếp tục xưng bá võ lâm nữa. Để bảo vệ tính mạng người của Trang gia tộc, lập tức niêm phong lối vào, tuyên bố Thần Kiếm Sơn Trang rút khỏi giang hồ. Nè, anh còn sống à? Anh còn sống chứng tỏ y đã chết rồi. Tốt quá, tốt quá rồi. Kiếm của Tam Thiên Gia đâu? Không phải là quên lấy rồi chứ? Nè, nè, anh bị ngốc hay là bị điên vậy? Sống trên đời ai chẳng làm vài chuyện ngớ ngẩn. Không phải anh cũng biết bơi sao? Thất Tinh Đường. Sao chàng lại chết được chứ? Sao chàng lại chết được chứ? Các người có nhớ ta đã nói gì không? Tiểu thư nói nếu như Tam thiếu gia chết rồi thì nha hoàng đi theo làm hồi môn cũng phải đưa xuống suối vàng hầu hạ ngày ấy. Các người có trách thì xuống đó mà trách hắn. Tiểu thư, việc Tam thiếu gia chết mới chỉ là tin đồn thôi, có thể là giả. Để tôi tra kiếm lại vào vỏ cho người. Tuyệt đối không thể để hận thù bén rễ trong lòng. Kiếm mà miễn cưỡng vào vỏ là vô cùng nguy hiểm. Tiểu Trúc, từ nhỏ ngươi đã làm thư đồng của ta, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng nên kết hôn đi là vừa. Nếu người đã xót cái mạng nhỏ của cô ta như vậy thì để ta gả cô ta cho ngươi. Trong lòng tôi đã có người khác rồi. Nhưng trái tim cô ấy không dành cho ngươi. Tôi tình nguyện chờ đợi. Người không xứng cho cô ấy. Một ngày nào đó sẽ xứng.
đất vô tình, quỷ thần không bắt, vạn vật vô lực, dân chúng vô tri, sống chết vô thường, quả phúc khó hay. Trời đất tối tăm, mình ta vô địch. Tin tức thiếu chủ thần kiếm Sơn Trang tại Hiệu Phong qua đời, giao cho hai đại sứ giả Hắc Sát và Lô Phong phụ trách điều tra, phân định thật giả. Rõ. Rõ. Nếu như tin y qua đời là thật thì lập tức tấn công thần kiếm Sơn Trang. Ngày thắng lợi, các môn phái lớn ác sẽ cúi đầu xưng thần, coi chúng ta là võ lâm chí tôn. Đám cặn bã giang hồ chúng ta không xuống cõi âm làm ác quỷ mà ở lại dương gian tham sống sợ chết, chính là vì ngày hôm nay đi. Đám bại hoại các ngươi phạm tội ác tại trời, nhất định sẽ bị trời phạt. Thần kiếm Sơn Trang nhất định sẽ thay trời hành đạo. Giết. Khổ Hải Trấn. Tránh ra. Đại gia. Tránh ra. Đại gia. Đại gia, cứ từ từ nha. Bữa sau lại đến nhé. Đại gia. Đi thông thả. Cảm ơn đại gia. Hồi chết mất. Hồi quá đi à. Ta rất thích trong mặt mà bắt hình dung. Người chắc chắn là đến ăn chùa rồi. Trời ơi, chỉ cần có tiền thì dù có hôi cũng hơn nữa, cũng có thể vào lầu Hiểu Nguyệt này. Có khách quý. Có khách quý. Đại gia, sao ngài tới trễ vậy? Công tử, chọn thiếp đi. Công tử, chọn thiếp đi. Công tử à, chọn thiếp đi. Tiền đâu, tiền đâu? Khách quan, cậu tỉnh lại đi. Cậu nợ tiền 5 ngày rồi đó. Không có tiền. Không có tiền. Không sao, không sao. Vậy tôi phải xưng hô với cậu thế nào đây? Không có tên. Không có tên. Không có tên thì để tôi đặt cho cậu. Tôi sẽ gọi cậu là A Cát. A Cát à, tôi không muốn phí lời với cậu nữa. Cậu có biết sau này phải làm gì không? Làm việc. Mua nhiều sẽ được ưu đãi đó. Màu son này đẹp quá. Làm gì vậy? A Cát, lại đây. Đi đổ nước tiểu cho em đi. Lại đây. Anh ta đi thật kìa. Sao lại đổ nước tiểu ở đây vậy? Ai vậy chứ? Bảo đổ là đổ thật đấy hả? Đúng là đồ A Cát vô dụng. Đừng có xem nữa. Vô dụng thật đó. Đại gia. Được rồi, đi chỗ khác đi. Trương công tử à. Công tử. Đại gia à, xin lỗi, tôi xin lỗi. Đi chỗ khác đi. Trương công tử, để thiếp bóp vai cho công tử nhé. Cướp khách của người ta hả? Cút sang bên kia đi. Được rồi, đi chỗ khác đi. Đại gia, thiếp mời ngài một chén. Đào công tử, bao lâu rồi ngài không đến vậy? Để thiếp rót rượu cho ngài. Nào. Làm sao mà lại nôn đầy người ta rồi nè. Mẫu đơn hồng. Tiểu nhị, dọn dẹp đi. Dọn dẹp đi. Chăm sóc y cho tốt nha. Tiểu lệ chăm sóc tốt nha. Đại gia, đại gia, lại đây nào. Đại gia, nghỉ chút đi. Để thiếp lau tay cho ngài nha. À,
Nè, không được nói với ai nhé. Cho ngươi cái này. Ngươi bị hâm hả? Vàng mà cũng không cần. Nè, cầm lấy. Nhẹ thôi. Đừng có làm ồn. Đau quá đi, đừng có kéo. Đừng làm ồn. Đừng có kéo, đau chết người ta rồi. Vậy mau đi mau. Mau lên, đưa y phục cho tôi. Sờ đi, lái buôn nhà giàu sờ thì mất trăm lượng. Người nghèo chờ thuyền sờ thì chỉ cần 10 quán. Thân sĩ tiếng tâm gì đó, không phải đều thích chơi gái cả sao? Còn chơi lén lút như trộm cắp nữa. Anh đến đây bao lâu rồi? Trước kia cũng chạy giặt trong kỹ viện hả? Anh thật chẳng có tiền đồ gì hết. Thời thế bây giờ, biết võ công là dễ kiếm tiền nhất. Anh nên đi làm kiếm khách đi. Anh có muốn thử qua thân thể của tôi không? Tôi sẽ cho anh ngủ với tôi một lần, rồi anh đưa cho tôi rời lầu Hiển Nguyệt được không? Tôi không qua lại với đàn bà có điều kiện ràng buộc. Ông trời ơi, con không muốn tiếp tục ở cái chỗ quỷ quái đó nữa. Dược Sơn Thiền Sư đi khắp núi cao hái thuốc, đọc hết sách thuốc trong thiên hạ, đơn giản là để giải thoát nỗi khổ của người bệnh. Sau khi ngài phát hiện dòng suối cổ này có thể chữa bách bệnh, liền không quản nóng lạnh chờ đợi ở đây suốt nhiều năm, dùng nước suối chế thuốc để cứu không biết bao nhiêu mạng người. Thí chủ xin mời. Cầu xin thiên sư hãy đọc kỹ bệnh án của tôi, xem thử bệnh của tôi có còn cứu chữa được không. Không cần. Bệnh của cậu là do từ nhỏ chịu khổ lao lực, bị thương tổn quá nhiều, đến mức khí huyết bị tổn hại. Đến hôm nay kinh mạch toàn thân nghịch chuyển tán loạn, đã không có thuốc nào cứu chữa được nữa. Kim sang dược không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cứ cầm phòng thân đi. Thời gian của thí chủ không còn nhiều, nếu bỏ hết tâm sự và oán hận cùng những vật ngoài thân đi thì còn có một chút hy vọng sống. Phu xe, ta muốn mua xe và rượu của anh với giá 100 lượng. 100 lượng? Không đủ à? Đủ chứ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chờ chút. Đại hiệp, không phải ngài đổi ý đó chứ? Bây giờ nếu như anh có tiền mà lại biết mình sắp chết thì anh sẽ đi đâu? Đến Khổ Hải Trấn. Tại sao? Tôi làm quần quật cả đời, xưa nay chưa từng hưởng thụ cái gì. Chỗ đó có ăn, có uống, có đàn bà, tôi nhất định phải tới đó mà xa lầy một phen. Vậy chết rồi thì anh muốn chôn ở đâu? Rừng Bách Hoa trên ngọn núi phía nam Khổ Hải Trấn. Nghĩa trang ở đó có hoa thơm, chim hót, đẹp vô cùng. Ngựa ơi, mày cũng đã mệt mỏi cả đời rồi, theo ta đến chỗ này an hưởng tuổi già đi. Anh trong mộ, ta mua chỗ ở và công việc của anh với giá 100 lượng. Ta chẳng cần tiền làm gì nữa, chỉ cần anh đào mộ an táng ta tử tế thì nhà gỗ này ta cho anh đó.
Cảm ơn. Cô nàng phục vụ anh là rẻ nhất đó. Lần nào đi ngang qua Khổ Hải Trấn tôi đều tìm cô ta. Đi đi lại lại cũng chỉ biết trên đó ú ớ mấy câu thôi. Đợi đã. Đại gia, ngày còn chưa trả tiền. Đại gia không hài lòng với kỹ năng của cô cho nên không có tiền nhé. Trên đời này khó kiếm lời nhất chính là nghề buôn hương bán phấn. Không trả tiền là giảm phúc đấy. Bà dám huyền rủa ta sao? Đâu dám đâu dám. Hai vị đại gia cho dù không nể mặt tôi cũng phải nể mặt ông chủ lớn nhà tôi chút chứ. Ta mặc kệ ông chủ lớn. Hôm nay ông đây chơi gái quỵt tiền đấy. Nè, không được đi, trả tiền đây. Đã nói rồi không có tiền nhé. Đánh đi, đánh đi. Đồ vô dụng mà. Đúng là đồ vô dụng. Tiền các nàng kiếm được là tiền cay tiền đắng. Nhất định phải trả. Muốn chết hả? Phải. Cho hắn thỏa nguyện đi. Đi thôi. A Cát, anh có đau không? Liệu anh có chết không? A Cát, anh vì thích tôi nên mới để bị đâm như vậy đúng không? Tôi chỉ biết là hai lượng bạc đó rất quan trọng đối với cô. Anh thích thân thể tôi sao? Cái này là anh dùng mạng để đổi. A Cát, sao cô lại ở đây? Tôi tới chăm sóc anh ta. A Cát, Hàn đại nương lo cho cậu muốn chết. Ông chủ lớn đã ra lệnh bắt hai tên tiểu tặc kia lại rồi, xả giận giúp cậu rồi. Cậu may lắm đó, cậu biết không? Ông chủ lớn muốn nhận cậu làm đệ tử. Nếu như ông ấy đã nhìn trúng cậu rồi thì tiền đồ của cậu đã rộng mở rồi đó. Chăm sóc cậu ta cho tốt vào. Sao vậy? Tôi không thể ở lại đây nữa.
Đừng có cầu xin lão, lão đã quên hết chúng ta rồi. Đừng có vậy nữa mà. Cậu tuyệt vọng vì không có lối thoát, hay là muốn chết đi để mà đầu thai làm người lần nữa? Tôi chỉ biết là sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu như đến chết mà cậu còn không sợ, vậy thì giúp tôi gánh phân đi. Có sợ làm việc dơ giấy không? Trừ việc giết người, việc gì tôi cũng làm được hết. Xem bộ dạng của cậu, ngay cả gà còn không giết được. Nào, trước tiên phải ăn cái đã. Phải làm việc chăm chỉ thì ăn bánh bao mới thấy ngon. Nếu thấy bánh bao ngon thì cuộc đời này đã thành có ý nghĩa rồi, hiểu chưa? Nè, cầm lấy đi. Miêu tử. Chào Miêu tử. Chào cậu. Miêu tử, hôm nay có vui không? Vui lắm, càng ngày càng vui. Miêu tử, về rồi hả? Sửa nhà hả? Mấy đứa, lại đây. Lại đây, xem chú mang món gì ngon về cho mấy đứa nè. Nè nè, được rồi, đừng có giành, nhiều lắm đó. Nè nè, mọi người, xin hãy nghe tôi nói đây. Đây là đồng nghiệp tôi mới tuyển về, sau này mọi người chiếu cố lẫn nhau nha. Được, được. Tôi tên là A Cát. Chào A Cát. Cái thằng nhóc này, tội nghiệp thằng bé. Mẹ. Con trai. Con về rồi. Cuối cùng con về rồi. Mẹ. Con trai, mẹ nhớ con muốn chết. Mẹ, con mới đi có một buổi thôi mà. Vậy à? Ai đây? Ba mẫu, cháu là A Cát. Dân nghèo bọn bác không xưng hô kiểu đó đâu, cứ gọi bác là bác Miêu được rồi. Con xem, người ta đẹp trai như vậy đó, còn con thì xấu trai cỡ này. Mẹ à, thật là, con mẹ cũng đẹp, con mẹ cũng đẹp trai lắm. Nè, cho cháu miếng thịt to nhất. Mẹ, A Cát là người tốt đó mẹ. Mẹ nhìn một cái, nghe một cái là mẹ biết ngay rồi. Mẹ, về buổi tối cho con ta ngủ với con nha. Cháu không chê nó hôi sao? Cháu còn hôi hơn. Thằng ngốc này, tìm được người hôi hơn con rồi kìa. Xem cái đứa ngốc này nè. Phải rửa chân trước khi đi ngủ chứ, nếu không công chúa sẽ không vui đâu. Công chúa là em gái tôi, nhưng không phải thật đâu. Ai nói không phải thật? Nó vốn là công chúa mà. Đúng vậy, con bé lẽ ra phải là công chúa mà. Vì để cả nhà có thịt ăn, nó đã vào nhà giàu làm tỳ nữ. Mỗi tháng chỉ được về nhà một lần thôi. Con gái bảo bối của tôi, đúng là số khổ thật mà. Tôi không biết sao nữa. Cả nhà đều tự hào vì nó. Cậu mà gặp nó nhất định sẽ thích nó cho mà xem, có đúng không mẹ? Cậu gửi chân trước đi. Hồi quá trời. Tôi nói cậu nghe, mặc dù công việc của chúng ta rất thấp kém bẩn thỉu, nhưng mà cũng có luật lệ riêng. Phân người ta đại tiện thì gọi là vàng thổi, còn nước bẩn thì gọi là vàng lỏng. Còn mùi hôi đó thì chúng ta gọi là hương quế. Nghe có phải rất có khí thế không? Đi thôi. Đi. Để người ta không ghét chúng ta thì phải nhớ nhắc mọi người tránh xa ra. Như thế này này: vàng thổi, hương quế, vàng lỏng hai thùng. Mọi người cẩn thận. Vàng thổi, hương quế, hai thùng vàng lỏng. Mọi người cẩn thận. Có chuyện gì vậy? Món tiền này tôi kiếm không đổi. Hắn quả thật không coi người ta ra gì mà. Hàng đại nương, bà lết vào đây cho ta. Đến đây, đến đây. Đến đây. Ây,
Vị khách này đã nói rồi, ngày ấy trả thêm 50 lượng nữa, tổng cộng là 100 lượng. 100 lượng đấy. Tôi đi, tôi đi cho. Chị à, chị đi không được đâu. Không sao, có gì mà sợ. Tiểu Lệ, cô ngoan quá. Lại đây nào, lại đây nào. Lại đây. A Cát, nghỉ đi ăn sáng thôi. Công chúa mang đồ ăn ngon về đây. Mau, lại đây ngồi ăn đi. Mau, ngồi xuống đi. A Cát, đây chính là công chúa của nhà tôi. Công chúa, ăn đi. Cảm ơn. Cho cháu miếng to nhất đó, cầm lấy. Cầm lấy nè. Để công chúa ăn trước đã. Ăn đi, đừng có khách sáo mà. Sau này cháu cứ học theo cả nhà, gọi nó là bé con nha. Đúng đó, mau ăn đi. Phải dưỡng sức cho khỏe mới làm việc được. Bé con, cảm ơn mẹ. Ngon quá. Ăn đi. Về nhà thôi. Cô bị đánh à? Anh không cảm thấy tôi thấp hèn sao? Không. Tôi quyết định không về đó nữa. Cô không sợ họ sẽ đến bắt cô về sao? Có một người đàn ông tình nguyện vì tôi mà bị chém ở bên cạnh, thì trên đời này còn chuyện gì đáng sợ nữa chứ? Tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi. Tôi kể với anh một bí mật nhé. Tôi đã để dành được hơn 100 lượng bạc, thêm một đôi kim châu nữa. Tôi muốn mua một mảnh đất, sau đó cả nhà làm nông kiếm sống. Sau này tiền tôi kiếm được đều cho cô. Kỳ nữ thấp hèn nhất là dùng để hầu hạ những vị khách khó hầu nhất. Tiêu Lệ đã đi rồi, vậy ai sẽ tới bắt chuyện gã khách bỉ ổi nhất kia đây? Bà. Tôi sao? Ông chủ lớn à, tôi già rồi. Vậy phải làm sao? Phái người đi bắt cô ta về. Vậy thì mau đi đi. Nhưng tiểu yêu tinh đó đang ở cùng tên A Cát vô dụng. Tôi không rõ hắn rốt cuộc là người thế nào. Ông chủ lớn à, ngài nên phái cao thủ đi thì hơn. Vô danh, ngươi theo ta được bao lâu rồi? 1 năm 3 tháng. Ta đã bỏ ra cho ngươi hơn 1000 lượng bạc. Ngài là một chủ nhân tốt. Trước giờ ta chưa từng hỏi xuất thân của ngươi. Tôi cũng chỉ biết ông chủ lớn, gọi là ông chủ lớn thôi. Trời đất tối tăm, mình ta vô địch. Nguyện dốc sức vì thiên tôn. Ngày hôm nay chính là thời điểm để ngươi hiển lộ thân thủ. Đi xem thử cái gã bị đâm 4 nhát mà không kêu tiếng nào kia có lai lịch ra sao.
Nếu hữu dụng thì để lại, còn vô dụng thì giết. Tay nghề rất khá. Cảm ơn ông chủ. Cái này được đó. Đúng rồi bé con, mua vài cái bát đi. Mẹ xem, cái này nè, cũng đẹp đó. Tiểu Lệ, nợ của tôi đã trả hết rồi, tôi không về đâu. Đừng phí lời nữa, đi thôi. Các người làm gì vậy? Thả ta ra. Đi theo ta, mau bỏ con bé ra. Ta phải đưa cô ta về kỹ viện. Cái gì? Cái gì? Nói bậy cái gì vậy? Đánh chết hắn đi. Làm gì vậy? Thả tôi ra. Đi, cút ngay. Mẹ à, mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Đứng dậy. Thả tôi ra. Đi thôi, đi theo ta. Đi theo ta. Đừng mà. Đừng đánh mà. Đừng có đánh nữa. Dám cắn ta hả? Người dám cắn ta. Mẹ. Con trai à. Mẹ, các cư muốn làm gì hả? Đừng tưởng rằng dễ ức hiếp dân nghèo nha. Tránh đường nào. Cổng cái gì vậy? Mộ của Yến Thập Tam. Ta bảo tránh đường ra. Yến. Rồi chuyện bao đồng. Cảm ơn đại hiệp. Cảm ơn đại hiệp. Cảm ơn đại hiệp. Ông chủ lớn, tôi đã thấy bọn họ rồi. Cuối cùng bọn họ cũng muốn quyết đấu rồi. Người nói bậy bạ cái gì vậy? Tam thiếu gia muốn quyết đấu cùng Yến Thập Tam. Mẹ. Mẹ đừng lo. Thằng bé này làm gì vậy chứ? Mau đứng lên đi. Mau đứng lên đi. Đứng lên đi. Có trách thì trách lũ ác kia kìa. Thích chà đạp người nghèo chúng ta. Chẳng biết đại hiệp nọ sống ở đâu. Nếu ngày ấy chịu dạy võ công cho A Cát thì tốt biết mấy. Tôi biết, tôi biết đó. Ngày ấy sống ở trên đồi Tha Ma. Đại hiệp. Đại hiệp. Ngày đánh đuổi đám ác bá kia, bà con đến đây để tạ ơn ngài. Cảm ơn đại hiệp. Xin đại hiệp hãy dạy võ công cho A Cát. Mọi người đều gọi anh ấy là A Cát vô dụng. Tôi rất đau lòng khi nghe vậy. Đại hiệp. Thôn của chúng tôi chỉ có một thanh kiếm này. Chém ta đi.
Đúng là A-cát vô dụng, không dạy được. Ngài không dạy võ công cho A-cát chính là không muốn giúp người nghèo của bọn tôi đối phó lại đám ác bá của ông chủ lớn kia. Cút! Người ta sông pha giang hồ không phải vì muốn giúp dân Trừ Hải sao? Ngài như vậy mà gọi là kiếm khách sao? Đúng đó, ngài biết võ công sao lại không dạy cho bọn tôi? Các người đông như vậy, sao không tự mình ra tay đi? Sao không tự giúp chính mình đi chứ? Cút! Đám nhân sĩ võ lâm bọn họ chỉ biết dùng võ công để mà kiếm lợi cho bản thân mà thôi, không quan tâm đến dân nghèo như chúng ta đâu. Anh Miêu Tử đi thôi. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Mẹ, chúng ta đừng trông chờ gì nữa. Lầu Hiểu Nguyệt. Khách quan, khách quan, xông lên. Ông chủ lớn ở đâu? Ở bên trong. Ông chủ lớn ở bên trong. Ngài đừng giết tôi. Ngài đừng giết tôi. Ngài đừng giết tôi. Chuyện gì cũng có thể thương lượng giá cả hết. Ra giá đi. Ta không cần những đồng tiền dơ bẩn của ngươi. Đừng có khinh người quá đáng. Đao tốt lại rơi vào tay người xấu. Thật đáng tiếc. Ta là đà chủ phân đà của Thiên Tôn. Nếu giết ta, ngươi sẽ thành kẻ địch của Thiên Tôn. Chó săn của Thiên Tôn thì càng đáng chết. Đại hiệp, xin ngài hãy cứu chúng tôi. Giết hắn đi. Phải, giết hắn đi. Cứu chúng tôi với. Tôi muốn về nhà. Người ở Khổ Hải Trấn nghe đây, Yến Thập Tam không còn là một kẻ gì bản thân nữa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dùng quãng đời còn lại để làm chuyện tốt. Sao vậy? Anh Miêu, bác Miêu, ông chủ lớn đã chết rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Cháu cũng muốn. Cháu cũng muốn. Lại lấy kẹo nè. Đừng có cho cậu ta. Bình thường cậu ta hay bắt nạt bọn cháu. Tên nhóc này suốt ngày lấy dao hù người. Nè, đừng có đánh nhau. Có kẹo nè. Nè, đi theo ta. Ta quyết định sẽ nhận cậu làm đệ tử. Tại sao? Bởi vì ta tình nguyện làm gì. Tôi không muốn làm kiếm khách. Vì cậu từng thua trận cho nên không dám tiếp tục ra tay nữa à? Ta chẳng còn sống được bao lâu. Khi ta không còn trên đời nữa, thập tam kiếm do ta sáng tạo sẽ bị thất truyền. Vậy thì thật đáng tiếc. Tam thiếu gia đã chết rồi. Chỉ cần cậu học được kiếm pháp của ta thì sẽ thành người vô địch thiên hạ, trở thành A Cát hữu dụng. Và không ai có thể bắt nạt cậu nữa. Ta biết cậu đã từng học võ, nên ta hỏi cậu,
Rốt cuộc là cậu sợ thấy máu hay là sợ chết? Cả hai. Đồ nhu nhược. Đúng vậy. Thật ra ta cũng sợ chết, cũng có lúc sợ thấy máu. Mười tuổi ta bắt đầu luyện kiếm, 13 tuổi thì ngộ đạo, 20 tuổi thì biết hết các chiêu kiếm trong thiên hạ, tung hoành giang hồ, chưa gặp được kẻ địch thực sự. Nghe kỹ đây, khởi đầu của thập tam kiếm là chủ thế cao ngàn trượng, đông dừng trong khoảnh khắc. Kiếm phong không phát ra tiếng, kiếm khí như mặt hồ phẳng lặng. Kiếm phải nhanh, đến độ không thể ánh kiếm. Như trăm sông đổ về một biển, hết thảy đều hóa thành một chiêu. Thập tam kiếm giết người chỉ có thể ngầm lĩnh hội, chỉ giữ tinh thần mà quên động tác cụ thể. Nghe kể rằng tam thiếu gia chia kiếm pháp nhà họ Tạ làm hai, mỗi tay cầm một kiếm, 72 chiêu hóa thành 144, biến ảo khôn lường. Muốn đối phó với tam thiếu gia không thể dùng sức, chỉ có thể lợi dụng sự linh hoạt. Ta hiểu phong. Ta thăm dò suốt 8 năm khổ luyện cho đến bây giờ, giây phút nào trong lòng cũng như đang quyết đấu cùng ngươi. Hôm nay trước mặt tượng Phật, ta nguyền rủa ngươi xuống âm phủ với con hồ đồ ngu xuẩn. Hãy nhớ kỹ, bỏ qua kiếm quyết mà giữ kiếm hồn. Lúc uống rượu nhiều nhất mà không thấy mình say thì rượu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi mọi việc mình làm đều dễ dàng đoán được kết quả thì làm người cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Trong lòng ngài có khúc mắc. Từ lúc ta bước ra giang hồ thì đã phải nấp dưới cái bóng của tam thiếu gia. Cho dù ta có nỗ lực cỡ nào đi nữa, mọi việc ta làm đều trở thành giai thoại về hắn. Người trong giang hồ ai mà chẳng muốn để lại chút tiếng tăm, nên ta mới đến Thần Kiếm Sơn Trang tìm hắn so tài. Nếu thắng thì dĩ nhiên sẽ nổi danh giang hồ, còn nếu thua dưới kiếm của hắn cũng coi như không uổng đời này. Chỉ tiếc tên khốn kia đã chết mất rồi, tôi thấy tiếc cho ngài. Sau khi ta chết rồi, hy vọng cậu có thể giúp ta nói với mọi người rằng Yến Thập Tam là Yến Thập Tam, không phải tên tam thiếu gia khốn kiếp ấy. Được, tôi sẽ nói. Để tránh bị người ta bắt nạt nên ta mới xăm lên mặt cho giống kẻ xấu. Đáng tiếc là sau khi gương mặt thay đổi thì ta cũng thực sự thành kẻ xấu luôn. Ta không chỉ giết người vì tiền mà còn giết người sau lưng nữa. Có lẽ là quả báo đã đến rồi. Ta phải về canh giữ một phần của ta đi. Không hẹn gặp lại.
Cảm ơn mọi người đã chăm sóc A Cát giúp tôi. Xin nhận của tiểu nữ một lại. A Cát là tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang. Tôi là hôn thê của chàng, Mộ Dung Thu Địch. Năm 14 tuổi, tôi đã thầm thề nguyện coi chàng là hôn phu của mình. Cha mẹ cũng đã sắp đặt hôn ước cho chúng tôi. Chàng một mực bỏ đi là bởi vì không muốn gánh vác trọng trách của hai gia tộc. Nhưng chúng tôi thật sự không thể thiếu chàng. Tôi biết rồi. Cô muốn dẫn anh ấy đi à? Phải. Nếu như anh ấy không muốn đi thì sao? Vậy thì cô phải ép chàng đi. Tôi sẽ không làm thế. Cô nỗ lực như vậy không phải là để rời khỏi chỗ này sao? Sao cô lại bắt chàng ở lại? Tôi... Nếu như ta không đi thì nàng sẽ làm gì cô ấy? Hiểu Phong, chàng còn không chịu hiểu thiếp sao? Cảm ơn mọi người đã quý mến. Tình này khó quên, đời này xin khắc cốt ghi tâm. Nè, anh nằm ở đây làm gì? Chờ chết. Đừng làm phiền ta. Anh chưa thể chết được. Tại sao? Bởi vì tam thiếu gia còn chưa chết. Tôi cũng không hiểu sao hắn lại tự đặt cho mình cái tên khó nghe đến vậy. Cái gì mà A Cát vô dụng. Anh nói gì? Chưa chết. Anh nói lại lần nữa đi. Tam thiếu gia chưa chết, bây giờ hắn tên là A Cát vô dụng. Anh muốn gặp hắn đến phát điên còn gì? Đi tìm hắn đi. Kiếm nè, tôi đã vớt lên cho rồi. Bắt lấy. Đời này ta không thắng nổi hắn rồi. Sao lại có thể như vậy? Tôi có lòng tin tuyệt đối vào anh. Ta đã dạy hết kiếm pháp của ta cho hắn rồi. Hiểu Phong, hai đứa mình ở chung vui thế này mà sao chuyện tốt lại không thể dài lâu? Tên của muội là Mộ Dung Thu Địch à? Đúng vậy. Tên muội khó nghe quá. Suốt hơn 300 năm nay, Thần Kiếm Sơn Trang luôn dung kiếm phò trợ võ lâm, được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Nay trang chủ thứ 6 Tạ Dương Tôn giao quyền cho con trai Hiểu Phong, mong có thể làm trạng danh gia tộc, bảo vệ võ lâm thiên hạ. Hiểu Phong, chỉ cần chàng muốn, thiếp sẽ cùng chàng sống những ngày ẩn dật. Chỉ cần chàng muốn. Thất Tinh Đường đã dùng mọi cách lôi kéo hào kiệt võ lâm. Mộ Dung Chính và gia tộc Hạ Hầu hết sức thân thiết. Nếu như ta không đồng ý hôn sự này,
thì gã Mộ Dung Chính đó nhất định sẽ hợp mưu với gia tộc Hạ Hầu để hãm hại chúng ta. Mộ Dung tiểu thư có biết không? Con nhỏ này còn có giả tâm lớn hơn cha của mình nữa, làm sao có thể không biết? Mộ Dung trang chủ, Khuyển Tử đầu óc ngu tối, ngày trước vô mà lại chẳng thấy đâu. Đó rõ ràng là đào hôn, điều tại ta không biết dạy con. Tại Dương Tôn, ông dung túng cho con trai sỉ nhục con gái ta. Từ nay về sau, Thất Tinh Đường và Thân Kiếm Sơn Trang ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta đã tự mình đến nhận tội mà ông vẫn không chịu buông tha, nhất định phải gây khó dễ với ta mới được à? Món nợ con trai ông gây ra, hôm nay ông nhất định phải trả. Lão gia, lão gia, cha, cha bớt giận. Không thể giữ lại nghiệt chủng trong bụng ngươi nữa. Lão gia, chàng đã khiến cha thiếp giận quá mà chết. Chàng có biết không? Sao lại cho thiếu gia nhà chúng ta đón dâu ở cửa sau vậy? Mẫu thân đại nhân, nhà Mộ Dung và nhà Hạ Hầu kết thông gia xong là có thể diệt Thần Kiếm Sơn Trang rồi. Thu Địch, đi theo ta. Sao chàng lại tới đây? Bởi vì nàng là của ta. Con gái, đừng đi mà. Thu Địch, Thu Địch, Thu Địch, đồ vô dụng, ngươi không xứng với nàng. Đừng đêm khó đi, chúng ta ở lại đây một đêm đi. Thu Địch, ta muốn lui về ở ẩn, nàng có tình nguyện theo ta không? Thiếp mệt rồi, chúng ta ngủ trước đi. Tiểu thư, Hiểu Phong muốn rời bỏ giang hồ, mau tới Thần Kiếm Sơn Trang bảo tạ trang chủ tới đón chúng ta đi. Tạ Hiểu Phong, sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy? Thiếp hận chàng, hận chàng muốn chết được. Thu Địch, Thu Địch, lần này ta thật sự muốn bù đắp cho nàng. Từ nay về sau, chúng ta hãy sống thật vui vẻ. Đồ ăn sáng nấu xong rồi, chàng xem có vừa miệng không? Nếu không thì để thiếp nấu lại. Cảm ơn nàng đã tự mình nấu cho ta ăn. Chuyện nên làm mà. Hết củi rồi, thiếp đi kiếm củi thêm đây. Để chút nữa ta đi. Chào thiếu gia. 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 Những người hầu này quá trung thành với thiếp. Họ nghe nói thiếp muốn cùng chàng quy ẩn, bằng lập tức chạy tới đây. Dương Chiêu, vì sao khiêu chiến Thần Kiếm Sơn Trang xong lại không dám tiếp chiến? Ta không còn hứng thú chém giết vì chuyện chính tà nữa. Đó cũng chỉ là cuộc chơi mà kẻ thắng làm vua. Nếu ai cũng như ngươi thì võ lâm chính đạo loạn hết rồi. Để kiếm ra. Ta chỉ có cái này thôi. Cha, không có chuyện gì đâu. Mấy mẹ con vào nhà trước đi.
Hắn là đối thủ duy nhất của con. Con giết hắn rồi thì cha mới an lòng. Người ta đã rời khỏi giang hồ rồi mà. Chúng ta về đi thôi. Rút kiếm ra. Cậu ta không muốn thì ông cũng đừng ép cậu ta. Tôi phải đi trồng cây nữa. Các người đi đi. Giết hắn đi. Giết đi. Giết đi. Anh rể. Đừng đánh nữa. Đủ rồi. Các người đi đi. Xem ra kiếm của Tam thiếu gia không đối phó được đàn bà rồi. Đồ khốn, dám to gan đánh thiếu chủ của nhà ta. Tôi thật đáng chết. Đừng mà. Dừng tay. Nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc là đúng. Ta không muốn đứa bé kia phải mang thù hận cả đời. Giang hồ này do tổ tiên giành được, không thể để mất trong tay chúng ta. Thần kiếm Sơn Trang và Thất Tinh Đường kết thông gia chính là công sức của bậc tiền bối. Kiếm khách trẻ tuổi kia công tranh với đời, có vợ con bầu bạn, sống qua những tháng ngày mà chính ta phải mong ước. Hiểu Phong, chàng nghĩ đi. Thiết Quyết Môn đã bị diệt, việc tiêu diệt Tử Nguyệt Cốc cũng đã trong tầm tay. Đến lúc đó, cả dân sơn rộng lớn trước mặt đều là của chúng ta. Thật là uy phong biết mấy. Ta đã tự tay phá hủy mọi thứ của họ. Mảnh vườn ấy rất giống nơi này. Hiểu Phong, chàng, nàng có biết nguồn gốc của sinh mệnh chính là đến từ đất không? Không có bùn đất, chúng ta không thể trồng ngũ cốc. Không thể trồng cây, con người sẽ không sống được. Rốt cuộc chàng muốn nói cái gì? Ta muốn nàng xuống đây, như vậy nàng mới hiểu được cuộc sống này một cách chân thực. Lại đi. Chàng không vui khi làm theo ý thiếp, thiếp cũng không vui khi làm theo ý của chàng. Vậy sao chàng cứ ích kỷ, nhất định bắt thiếp theo ý chàng? Trật tự, sang hèn là thứ không ai thay đổi được. Mặt trời vốn phải nằm ở trên bầu trời, sao chàng nhất định phải kéo xuống bùn? Đừng mơ mộng hảo quyền nữa. Không phải ta đã cố hết sức làm hắn vui lòng sao? Sao hắn lại muốn rời xa ta? Phải biết buông thì mới giữ được. Trên đời này có nhiều người và nhiều chuyện đang chờ người. Chúng ta hãy mau tiêu diệt thần kiếm Sơn Trang đi. Như vậy sẽ không còn đau khổ nữa. Vậy trước tiên hãy phá hủy những tháng ngày hắn muốn có, giúp ta đi. Tuân lệnh. Ruộng vườn của tôi đều ở đây, tôi không đi đâu. Cô mà không đi, cô ta sẽ giết cô đó. Tôi có làm gì cô ta đâu, cô ta lấy lý do gì mà giết tôi? Còn chỉ cần thích A-Cát là đủ chết rồi. Gói ghém đồ đạc đi, trời sáng thì lên đường. Tôi sẽ không bắt anh yêu tôi đâu. Nhưng chúng ta có thể giả bộ làm tình nhân được không? Có được không?
Đi mau. Đừng đuổi theo. Nghe nói ngài ông chủ lớn bị giết, đám tiện dân này đã ăn mừng suốt đêm. Đốt đi. Cháy rồi, cháy rồi. Đừng cháy. Im lặng. Đi mau. Các người cũng đi theo đi. Mọi người mau đi bên này. Mau lên. Đuổi theo. Đừng chạy. Sao vậy? Kim châu của con. Bé con. Bé con, làm gì vậy? Tại sao ngươi lại tàn nhẫn với thù địch như vậy? Ngươi là ma quỷ trong tim nàng, cũng là ác mộng đối với ta. Ngươi chết rồi thì ta mới có thể yên lòng. Đi mau. Đây là những đồng tiền dơ bẩn, ngươi dùng thân thể đổi lấy chúng đúng không? Tôi kiếm tiền để nuôi gia đình mình, cao thượng hơn nhiều so với các cô. Ngươi tham tiền như vậy, chẳng trách lại tìm đủ mọi cách quyến rũ Hiểu Phong. Lúc tôi quen anh ấy còn không có một xu dính túi. Anh ấy quan tâm đến tôi, thậm chí còn cam tâm bị đâm vì tôi. Không thể nào. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao anh ấy lại nguội lạnh với cô sao? Bởi vì anh ấy biết cô chỉ yêu thân phận của anh ấy, còn người tôi yêu chỉ là một người bình thường. Ngươi yêu hắn sao? Hắn đã ngủ cùng ngươi à? Phải. Sao Hiểu Phong lại có thể chạm vào thứ đê tiện như ngươi chứ? Cô là người thượng lưu, sao lại mở miệng nói lời hạ lưu? Chẳng trách anh ấy muốn bỏ cô. Thiêu cô ta thành tro cho ta. Bé con. Mẹ. Các ngươi muốn làm gì? Miêu tử. Anh à. Miêu tử. Mẹ. 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 Con mau chạy đi. Lên đi, ngồi xuống. Ngửa đầu ra sao? Bé con đâu? Mẹ, nếu như có kiếp sau, chúng ta lại làm người một nhà nhé. Con gái ngoan. Miêu tử, kiếp sau chúng ta lại gặp nhau nha.
Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tam thiếu gia, Thiên Tôn đã diệt Tử Nguyệt Cốc, sẽ sớm tấn công Thần Kiếm Sơn Trang thôi. Lên Tôn giờ này đang lâm nguy, lẽ nào cậu cũng mặc kệ? Sau khi tôi trốn đi, ông ấy liền phát tin rằng tôi đã chết. Trong lòng ông ấy, tôi đã chết lâu rồi. Thiên Tôn không chỉ giết cả nhà của bé con mà còn giết sạch cả thôn. Cậu không nên làm gì đó cho họ sao? Tôi từ lúc 10 tuổi đã đi phá hoại gia đình người khác vì gia tộc của mình. Kiếm của tôi từ lâu đã nhuốm máu. Bản thân tôi cũng là tội ác đầy người. Sao tôi lại có thể giết người như thế chứ? Không cần phải giết người, chỉ cần đánh bại đối phương là được. Hiểu chưa, đồ ngốc? Một câu đơn giản đã nói hết đạo lý. Yến Đại Hiệp nói rất đúng. Vào đường. Nín thở. Trang chủ, binh khí của chúng có độc. Bài trận. Trưởng lão,
Tạ Dương Tôn, người nhân danh chính nghĩa để diệt trừ kẻ đối lập với mục đích độc bá giang hồ. Người nhà họ Tạ các ngươi còn giả dối hơn bọn ta nữa. Tạ trang chủ, thật tiếc nuối. Tiểu địch, ra tay đi. Ngàn đao lóc thịt, nhổ cỏ tận gốc. 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 Mà làm gì vậy? Không thể để bọn chúng sỉ nhục chúng ta được. Cái này gọi là tự đào hố chung mình. Từ hôm nay trở đi, Võ Lâm không còn gia tộc họ Tạ nữa, chỉ còn mình ta vô địch. Trời đất tối tăm, mình ta vô địch. Trời đất tối tăm, mình ta vô địch. Tạ trang chủ, ông lừa ta một vố quá đau. Yến Thập Tam, người bớt lo chuyện bao đồng đi. Thu địch, tiếc nuối có thể bù đắp mà. Không thể nữa rồi, giết hắn đi, giết hắn đi, giết. Hiếu Phong, nhận kiếm đi. A Cát, nếu như nhịn không được thì chém đứt vài ngón tay cũng không ảnh hưởng gì đâu. Tạ Hiếu Phong, ngươi nhìn cái gì vậy? Tất cả đều là dấu ấn của nhà họ Tạ các ngươi cả. Giết đi, giết ta đi, rồi kiếp sau ta lại tìm ngươi báo thù. Được, nợ này ta sẽ trả. Tiểu Trúc, những kẻ này đều là đám bại hoại bị Tạ gia trục xuất. Ngươi dùng bọn chúng là muốn hủy hết Thanh gia nhà Mộ Dung sao? Chỉ cần ta có thể nổi danh giang hồ thì dùng người nào cũng được. Trúc Diệp Thanh, hận thù đã biến ngươi thành kẻ tàn ác.
Đừng hận ta. Ta đã là thiên tôn, nàng đồng ý gả cho ta chứ? Ngươi không xứng. Vậy hãy đồng ý với ta, đừng yêu hắn nữa. Hắn sẽ làm nàng đau khổ cả đời. Thu địch. Chàng thấy chưa, có người yêu thiếp đến mức đó. Còn chàng thì sao? Ngươi không thể yêu nàng nữa. Nàng là của ta. Nàng là của ta rồi. Hiểu Phong, chàng sẽ cưới thiếp một lần nữa chứ? Thiếp nhất định phải gả cho chàng, nhất định. Thu địch, đừng hận ta, đừng hận ta. Không còn sớm nữa. Ta mời cậu đi uống thứ rượu ngon nhất. Cậu lại ăn mặc như kiếm khách rồi, nên trả nợ ân tình cho ta đi. Thập Tam, lại đây. Ngài không thắng được ta đâu. Con người một khi tự phụ là thua ngay. Xem kiếm pháp đi. Đâm chọc chặn đảo. Đánh kéo nâng vẫy. Hất ép khuấy khóa.
bẫy giam, chém cuốc. Tất cả đều là những sát chiêu đơn giản nhất. Thập tam kiếm của ngài chỉ có thể giết tôi nếu tôi có sơ hở ở chiêu thứ bảy. Một kiếm khách biết mình sai mà còn tái phạm thì chết cũng đáng. Để ta tiến cậu một đoạn. Một kiếm khách mà chết vì đau ở trên giường bệnh là nhục nhất. Đúng không? Đúng. Ngài muốn chết kiểu gì? Chết dưới thanh kiếm ta tôn trọng. Tôi tuyệt đối không dùng kiếm để sỉ nhục đối thủ tôi tôn trọng. Được. Kiếp sau chúng ta lại làm anh em. Đây là phần mộ mà anh tự đào. Có thể nói là chết có ý nghĩa. Tôi xin đổi kiếm với anh.
đã từng có người cướp tên của ngài ấy, nên giờ tôi muốn trả lại cho ngài ấy. Chúng ta đi đâu vậy? Hành hiệp Trường Nghĩa, chỉnh đốn võ lâm. Vẫn còn giết người sao? Cứu người chứ.